món quà lễ Giáng sinh. Giới thiệu về tác giả. O. Henry là bút danh của nhà văn viết truyện ngắn người Mỹ William Sidney Potter, sinh tại North Carolina, Hoa Kỳ. $1.87, đó là tất cả, và 60 xu là những đồng tiền xu, những đồng xu mà Della đã dành dụm trước kia. Della đếm 3 lần, $1.87, và ngày hôm sau sẽ là ngày lễ Giáng sinh. Trong khi Della đang khóc vì lý do này, chúng ta hãy nhìn ngôi nhà cô sống. Đó là một căn hộ nhỏ có đồ đạc, với giá thuê $8 một tuần, và là một căn hộ rất ọp ẹp, mọi chỗ đều có dấu hiệu của cái nghèo. Khóc xong, Della đứng dậy và bắt đầu trang điểm mặt. Cô đứng bên cửa sổ và nhìn ra ngoài với một chút thích thú với một con mèo xám đi dọc theo một hàng rào màu xám, trong sân sau màu xám. Ngày mai sẽ là ngày lễ Giáng sinh, và cô chỉ có $1.87 để mua cho Jim, chồng cô, một món quà. Cô đã cố gắng tiết kiệm từng xu trong nhiều tháng để có kết quả này. $20 một tuần không phải là thành công, chi phí lớn hơn cô tưởng. Luôn luôn như vậy, chỉ có $1.87 để mua một món quà cho Jim. Cô đã dành nhiều giờ hạnh phúc để lên kế hoạch cho một điều gì đó tốt đẹp cho anh, một điều gì đó tốt đẹp và hiếm có, một thứ gì đó đáng với vinh dự Jim sở hữu. Có một tấm gương hẹp giữa các cửa sổ của căn phòng. Đột nhiên, Della xoay người khỏi cửa sổ và đứng trước gương. Đôi mắt cô đột nhiên bắt đầu sáng rực, mặc dù khuôn mặt cô hơi nhợt nhạt. Cô nhanh chóng kéo tóc xuống và để nó thả xuống hết cỡ. Bây giờ, có hai tài sản mà Jim và Della rất tự hào. Một trong số đó là chiếc đồng hồ đeo tay mạ vàng của Jim. Trước đây nó là của cha anh, và trước đó là của ông nội anh. Tài sản còn lại là mái tóc đẹp của Della, giờ xoa xuống vai cô như một thác nước tuyệt đẹp. Nó dài đến dưới đầu gối của cô. Nhanh chóng, bây giờ, cô lại chải nó và sửa soạn theo cách của cô. Cô khoác vào chiếc áo khoác nâu cũ. Cô đội chiếc mũ nâu cũ lên. Với đôi mắt sáng ngời, cô bay ra khỏi phòng và xuống cầu thang ra đường. Cô đi được một quãng đường và cuối cùng dừng lại trước một cửa hàng có tấm biển ghi chữ Quý bà Sofronio, hàng tóc đủ loại. Della chạy lên cầu thang tới tầng 2 nơi đặt cửa hàng. Cô đang thở dốc. Bà mua tóc của tôi nhé, Della hỏi. Tôi mua tóc, quý bà đó nói. Hãy bỏ mũ ra và để tôi xem thử. Della gỡ mũ ra và buông mái tóc xinh đẹp xuống. $20, quý bà nói. Cảm nhận mái tóc bằng bàn tay giàu kinh nghiệm của bà. Đưa tiền nhanh cho tôi, Della nói. Hai giờ tiếp theo trôi qua nhanh chóng. Cô đang bận nhìn khắp nơi trong các cửa hàng để tìm quà cho Jim. Cô cuối cùng đã tìm thấy món quà. Nó chắc chắn đã được tạo ra cho Jim chứ không cho ai khác. Không có cái nào giống như nó trong bất kỳ cửa hàng nào. Và cô đã đi tìm khắp nơi. Đó là chiếc dây đồng hồ đeo tay bằng bạch kim. Một chiếc đẹp, xứng đáng với chiếc đồng hồ. Ngay khi nhìn thấy nó, cô biết rằng nó phải dành cho Jim. Nó giống như anh ấy, kiểu dáng bắt mắt và có chất lượng, quy cách đều thích hợp. Nó có giá $21. Della vội vã về nhà với 87 xu còn lại. Khi Della về đến nhà, cô bớt phấn khích và dần dần tỉnh táo hơn. Cô bắt đầu chải và sửa soạn tóc. Bây giờ tóc cắt rất ngắn, theo cách tốt nhất có thể. Cô lấy cây uốn tóc của mình và bắt đầu uốn tóc cẩn thận. Rồi cô nhìn mình trong gương một cách lo lắng. Nếu Jim không giết tôi, cô ấy đã tự nói với mình, trước khi anh ấy thoáng nhìn tôi, anh ấy sẽ nói rằng tôi trông giống như một đứa trẻ. Nhưng tôi có thể làm gì chỉ với $1.87? Vào lúc 7 giờ, cà phê đã được pha và bữa tối gần như sẵn sàng. Jim chưa bao giờ về trễ. Della cầm sợi dây đồng hồ trên tay và ngồi trên góc bàn gần cửa. Cô nghe thấy tiếng bước chân anh trên cầu thang, và trong khoảnh khắc,
mặt cô trở nên trắng bệch. Cánh cửa mở ra và Jim bước vào rồi đóng nó lại. Trông anh gầy gò và lo lắng. Tội nghiệp chàng, anh chỉ mới 22 tuổi và anh gặp tất cả những vấn đề khi có một gia đình. Anh cần một chiếc áo khoác mới và anh không có găng tay. Đôi mắt của Jim nhìn chằm chằm Della và đột nhiên có một biểu hiện trong đó mà cô không thể đọc được và nó làm cô sợ hãi. Đơn giản anh chỉ nhìn cô với biểu hiện lạ. Della nhảy khỏi bàn và đi về phía anh. Jim, anh yêu, cô nói đừng nhìn em như vậy. Em đã cắt tóc và em đã bán nó vì em muốn tặng anh món quà ngày lễ Giáng sinh. Tóc em sẽ mọc lại, anh không buồn, phải không? Nhất định em phải làm như vậy. Tóc em mọc rất nhanh. Chúc em lễ Giáng sinh vui vẻ đi, Jim, và chúng ta hãy vui lên. Anh không biết món quà em mua cho anh dễ thương và đẹp như thế nào đâu. Em đã cắt tóc rồi sao? Jim nói, như thể anh không thể nào hiểu được. Em đã cắt tóc và bán rồi, Della nói. Anh không thích em như thế à? Không có tóc em chẳng khác đi mà. Jim tò mò nhìn quanh phòng. Em nói là tóc em không còn nữa à? Anh nói với giọng gần như ngớ ngẩn. Không cần thiết phải tìm, Della nói. Em đã bán tóc. Em nói cho anh rõ, đã bán và không còn nữa. Tối lễ Giáng sinh rồi, anh yêu. Vì vậy, hãy vui với em đi, vì anh mà em đã bán tóc đó. Đột nhiên, Jim dường như tỉnh hẳn. Anh hôn Della. Sau đó, anh lấy một gói nhỏ ra khỏi túi và ném nó trên bàn. Đừng phạm sai lầm nào nữa, Della, anh nói. Đối với anh, chẳng có gì có thể xảy ra lại làm cho anh nghĩ ít về em đâu. Những ngón tay trắng nõn của cô nhanh chóng tháo gói. Và sau đó là tiếng khóc của niềm vui. Và tiếp theo là sự thay đổi nữ tính nhanh chóng thành nước mắt và tiếng khóc. Vì, nằm ở đó, là những chiếc lược, bộ lược, mặt và lưng mà Della yêu thích trong một thời gian dài như vậy. Trong cửa kiếm trưng bày của cửa hàng ở Broadway, đó là những chiếc lược đẹp, màu sắc rất hợp với mái tóc đẹp của cô. Và bây giờ những thứ này là của cô, nhưng mái tóc để cô mang chúng lại không còn. Nhưng ít nhất cô có thể mỉm cười qua những giọt nước mắt và nói, tóc của em mọc rất nhanh, anh Jim à. Và rồi Della nhảy lên như một con mèo và reo, ồ, ồ. Jim vẫn chưa thấy món quà đẹp của anh. Sợi dây đeo mới cho chiếc đồng hồ đeo tay của anh, bàn tay lo lắng, cô chìa nó ra cho anh xem. Nó là dây đeo chất lượng tốt nhất, phải không anh Jim? Em săn lùng khắp thị trấn để tìm nó. Bây giờ anh phải nhìn đồng hồ 100 lần mỗi ngày để biết giờ giấc chứ. Đưa đồng hồ cho em, em muốn xem nó trông như thế nào với chiếc đồng hồ. Thay vì nghe lời, Jim nằm xuống đi văng, đặt tay dưới gáy và mỉm cười. Della này, anh nói, chúng ta hãy cất mấy món quà Giáng sinh của chúng ta đi và giữ chúng một thời gian. Chúng đẹp quá nên bây giờ không dùng được. Anh đã bán đồng hồ của anh để có tiền mua mấy chiếc lược cho em đấy. Và bây giờ, có lẽ em có thể chuẩn bị bữa tối được rồi.